Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm quy định người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Tuyến đường Trần Đại Nghĩa thuộc phường Hòa Quý, quận Hoàng Sơn, thành phố Đà Nẵng, tối ngày 4 tháng 3 năm 2003. Thời điểm này đang là 19 giờ 30 phút, phương tiện tham gia giao thông khá đông. Cảnh sát giao thông trạm cảnh sát cửa ô Hòa Hải dừng hàng loạt phương tiện để kiểm tra sử dụng nồng độ cồn. Hơn 30 phút, cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hòa Hải tổ chức dừng kiểm tra hơn 50 trường hợp xe ô tô và mô tô, không có trường hợp nào vi phạm. Chiều lại họ nhậu nhiều lắm, đi xe rồi say xỉn rồi gây tai nạn rất là nhiều. Nhưng khi kiểm tra nồng độ cồn thì em thấy có thể là giảm thiểu được cái mức độ mà người dân đi nhậu và dùng xe máy mà đi để tránh được gây tai nạn. Một chốt đo nồng độ cồn khác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Hơn 2 tiếng thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc đội tuần tra dẫn đoàn đã dừng kiểm tra gần 200 xe ô tô các loại. Điều đáng mừng là không phát hiện trường hợp vi phạm nào. Nhìn chung thời gian qua thì cùng với cái sự kiên quyết của các cơ quan chức năng ra quân đồng loạt, đồng bộ, thì ý thức chấp hành của người tham gia giao thông là được nâng lên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tốt. Người sử dụng rượu bia đã hình thành thói quen đi taxi, đi Grab hoặc nhờ người nhà đưa đón về. Nhiều hàng quán, quán nhậu cũng hỗ trợ khách hàng việc đưa về nhà khi đã dùng rượu bia. Mình uống rồi đó, mình book Grab đi hoặc là mình có người khác chở đi cho nó an toàn. Có nồng độ bây giờ nó không kiểm soát được con người. Hiện nay, mức phạt mới liên quan đến vi phạm sử dụng rượu bia khá nặng. Đối với ô tô, nếu vi phạm, có thể bị phạt lên tới 40 triệu đồng, cùng tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với mô tô, có thể phạt tiền lên tới 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trên thực tế, vẫn còn có một số người dân né tránh việc kiểm tra của cảnh sát giao thông bằng cách sử dụng xe máy đi vào những đường nhỏ, kiệt hẻm. Tối ngày 4 tháng 3, qua công tác tuần lưu, đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với mức phạt rất nặng. Em đi làm về rồi em ăn cơm ở nhà thôi, rồi em chạy về Đà Nẵng em chạy về thôi. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết, cũng thuộc, nhưng để biến thành thói quen, đi vào hành động, việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh việc ra quân kiểm tra thường xuyên của lực lượng chức năng, thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông là quan trọng nhất.